Và các bạn này, Yến Xuân Hà đang giao cho khách hàng ở Quốc Động, Thường Tín, Hà Nội một chiếc máy lọc nước RO loại đời mới nhất của Sơn Hà. Máy lọc nước Sơn Hà RO. Đấy. Đấy. Máy lọc nước Ocean 2019, vỏ tủ màu đen, 9 lõi lọc. Mã sản phẩm là 03QD09, điện áp 220, 50Hz này. Chất lượng ISO 9001-2008. Sản xuất bởi công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà. Chú khách hàng ở Quất Động, Quất Lâm, Quất Động, Thường Tín đúng không? Ê, cháu mở ra cho chú xem nhá. Kiểm tra chú xem. Rút cái gì? Chú rút cái hộp lên. Nhấc cái hộp lên. Đó. Nhấc cái hộp lên. Đấy. Chú cứ nhấc ra. Chú tự tay kiểm tra luôn. Đấy. Nữa, nữa. Máy lọc nước RO Sơn Hà, loại Smart 9 lõi lọc. Đó. Bỏ cả ni lông này đi. Đấy, trong này có cả xốp này. Đấy, cho nó đỡ bị xước này. Đấy, vòng hoa cúc, vỏ tủ yên 3D đấy chú. Cái loại đẹp nhất Hà Nội. Vâng, Sơn Hà. Tủ đẹp này. Đấy, thấy chưa? Đây, máy lọc nước RO Sơn Hà. Loại tủ kính cường lực in 3D. Cái này là hoa, kiểu hoa cúc. Những cái này là đệm vào để cho nó vận chuyển đỡ xước. Xuất xương đỡ xước. Đấy, bên trong này. Đây, toàn bộ là Sơn Hà đấy hết chú nhé. Đây, in chìm chữ Hà hết này, chú thấy chưa? Đấy, lõi nào cũng in chìm, in đổi Sơn Hà hết. Ngoài không phải có lõi này, chưa? Đấy. Các thiết bị vòi, bình áp này, đủ cả này. Chưa? Đây, cái phần bộ phận điện nó lại đằng sau cơ, nó không liên quan đến điện ở đây cả. Đây chỉ có lõi lọc thôi. Lõi lọc. Màng RO sẽ lắp vào đây. Đấy, máy của chú 9 lõi này. Cái kia là mất sẽ lắp vào đây. Đấy, cái lõi chú vừa cầm ấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, được chưa? Lõi lọc. Đấy, cái này là xịn nhất đấy. Ôi, cái máy này quá đẹp. Đây, máy Sơn Hà cực đẹp luôn, vòi lắm. Đây, phục vụ phận điện đây này. Đấy, đường vào, đường ra này. Đường nước vào lắp vào đây. Đường nước thải lắp vào, chọc ống ở đây quá là xong. Đấy, dây điện thì ở đây cắm. Cắm điện là sao rồi? Đấy, cắm cái nút này, nút công tắc này. Đấy, bộ phận điện nó rời hẳn, nó không liên quan gì đến các lõi lọc đằng sau, nó tách biệt hẳn ra. Đến sau này mình sửa chữa hoặc là thay thế lõi lọc là dễ. Loại này. Kính cường lực 3D rất là đẹp. Máy hình cấu hình 9 lõi lọc nhé. Đấy. Bên trong của nó là đây, cấu hình là tất cả 9 lõi lọc, tất cả các lõi lọc đều có in chìm nhãn hiệu logo Sơn Hà. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn các thao tác để các bạn lắp. Đầu tiên là các bạn tháo hết cái cốc lóc 1, 2, 3 ra. Đây các phụ kiện của máy này, dây cấp này, dây cấp nước lạnh vào này, và đây là cái bình chứa 10 lít. Cái máy của chúng ta là công suất là được 15 lít một giờ. Ok, bây giờ bước đầu tiên để chúng ta lắp đặt là máy Smart này thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cái vòi trước. Đây là hộp vòi của nó. Thứ nhất là có quyển hướng dẫn sử dụng và lắp đặt. Đấy, một quyển rất là dày, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Một cái van khóa này, một van chia nước này. Đây bộ phận chia nước để chúng ta lấy nước lạnh cấp vào bình lọc. Ở đây vòi chúng ta đây. Chúng ta bước đầu tiên chúng ta lắp cái vòi trước.
để lắp vòi lên thì có các bộ phụ kiện này là cái này chúng ta mở ra đấy. Thì các bạn thấy những cái đầu ti này, từ đầu tiên là chúng ta đưa cái ốc này vào trước đấy, cái đầu ti nhựa này và cái đầu ti nhựa này chúng ta rút vào trong đấy. Cái dây vòi này chúng ta đút vào chân vòi thôi và vặn lên. Đây cái dây từ vòi này thì chúng ta nối vào cái đầu quả cuối cùng. Đây cái đầu quả cuối cùng này thì cái dây này nối vào vòi đây, chúng ta cắt đến tầm nó và nối vào đây là được. Rồi, vậy là chúng ta đã lắp được xong cột vòi. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta lắp cái màng lọc RO. Đấy. À, khi giao hàng cho các bạn là công ty giao hàng cho các bạn trong một máy này và một cái màng RO bên ngoài như này. Màng Fitech Down Sơn Hà nhập khẩu từ Mỹ nha các bạn. Cho chất lượng nước. Ok, bây giờ chúng ta lắp cái màng này vào vị trí của nó. Màng RO. Đây cái màng RO thì chúng ta lắp vào đây, cái lọn cốc của nó. Thì để tháo để lắp màng vào thì chúng ta tháo nó ra. Máy lọc nước chúng ta quan trọng là cái trái tim của máy lọc nước là cái màng RO này. Các bạn phải nhớ phải lắp cái màng này vào. Nếu không có cái màng này thì nước chúng ta thì không thể đạt độ tinh khiết được. Nhiều người lắp tự lắp là quên không lắp cái màng này vào. Tưởng là cái màng cái mọi loại lọc sơ cua bên ngoài không lắp vào. Đấy. Lắp vào chúng ta phải lắp vào đây thì cái đầu nhỏ này chúng ta đút vào trong. Tự ấn nhẹ là được. Đấy. Khi chúng ta lắp được vào thì cái phần chuôi của cái lõi lọc này nó nhô dài hơn so với cái cốc lọc khoảng gần 1 cm là được. Giờ chúng ta vặn vào thôi. Cái này hoàn toàn chúng ta vặn bằng tay thôi, cũng có thể chặt, không cần dùng kìm nữa. Đã lắp ráp tất cả các lõi lọc với nhau rồi. Giờ chúng ta chỉ có lắp màng RO vào. Đấy, cấp lên vòi là ok. Đợt bước tiếp theo là chúng ta lắp các cốc lọc. Đây, lõi lọc số 3. Thì chúng ta những cái lõi lọc có cái màng co này thì chúng ta phải bóc ra. Đó. Toàn bộ lõi lọc là có dập nổi Sơn Hà này. Dập nổi từ Sơn Hà những chân thân nó lọc nhé. Bây giờ chúng ta lắp vào thôi. Đây lõi lọc số 2. Đấy. Tất cả những cái màng co bọc bên ngoài lõi lọc chúng ta phải bóc ra. Tiếp theo là lõi lọc số 1. Thank you.
Rồi, còn bây giờ chúng ta đấu cái bình áp đặt bình nước của nó là xong. Rồi các bạn đặt cái sau cái chiều van này này, nó cùng với chiều cái đây là cái van của cái bình áp này. Sau này sau vài 3 năm sử dụng thì cái bình này nó mà bị vơi, bị mất hơi thì chúng ta lấy bơm cấp hơi vào đây. Đấy thì chúng ta để quay ra ngoài để cho dễ dàng chúng ta bơm nước bơm hơi vào cấp cho nó. Bơm xe đạp bơm vào được. Bơm xe đạp. Đấy. Cái đường này thì dẫn ống nước từ trên cái lõi lọc số 5 vào. Đâu? Đấy, từ trên cái lõi lọc ngay sau cái màng RO này, lõi số 5 này này. Đây là chúng ta đấu vào cái màn lõi số 5 có chữ T này. Đây, các bạn thấy cái chữ T này này. Bên trong này có một cái đầu chờ nữa. Thì cái đầu chờ của chữ T ở ngay lõi số 5 này là chúng ta lối xuống bình áp. Đấy, bước đầu tiên là bây giờ chúng ta lối một đoạn dây vào của nó đã. Để lối rơi vào thì rất đơn giản. Đấy, cái cút của nó chúng ta đút vào. Rồi. Nó chọc mặt của nó và vặn vào thôi. Những cút nhựa này chỉ cần vặn bằng tay thôi là được. Đây, chúng ta đo xuống đúng cái vừa cái bình áp này dài hơn một chút thì chúng ta cắt thôi. Cắt ống thôi. Và đây chúng ta cái chỗ chúng nhìn thấy rõ không? Chỗ. Cái chỗ van áp này, cái dây này chúng ta chỉ cần đút thẳng vào là được. Ấn vào, rồi xong. Đây có cái tay khóa ngoàm nó vào, chúng ta đặt nó vào đây để nó đây bị tuột ống nha. Đó. Rồi vậy là chúng ta đã lắp xong bình áp và toàn bộ thiết bị máy lọc. Còn đầu vào và đường ra của thiết bị chúng ta là đường nước vào chúng ta lại cắm vào đây, đường xả thải cắm dây vào đây là xong, là cắm điện vào là dùng thôi. Đây máy smart, toàn bộ phận điện được đưa đằng sau, giờ tôi mở ra để các bạn xem. Toàn bộ bộ phận đường vào đường ra được chờ sẵn như này. Và toàn bộ hệ thống điện được đưa ra đằng sau như này. Rồi tôi mở ra để các bạn xem hệ thống điện nó thiết kế như nào. Đây toàn bộ bộ phận điện của máy lọc nước như máy bơm, avatar cũng như là các van từ, van áp thấp áp cao, toàn bộ phần điện đều được đưa ra ngoài đằng sau của máy lọc. Đấy nên là khi bảo dưỡng sửa chữa nước, thay lõi lọc các thứ thì nước nó không có khả năng tiếp cận được các bộ phận điện, đảm bảo an toàn cho máy và chúng ta làm việc nó cũng dễ dàng hơn. Đấy, cái dây điện này thì chúng ta lấy ra dài ra để chúng ta cắm vào ổ điện. Kéo dài nó ra thôi. Rồi. Đấy, cái máy của chúng ta là có hai chế độ hút và đẩy. Máy bơm, máy hút đẩy.
Bình thường nếu như mà áp lực nước lạnh cấp cho máy lọc này từ trên cao, có bồn chứa trên cao thì chúng ta để nút ở vị trí nổi. Còn nếu như mà hút từ bể ngầm lên hoặc là bồn nước cấp nước lạnh cho nó mà áp lực thấp thì chúng ta ấn nó vào. Thì cái này nó vừa là đèn báo vừa là chức năng chuyển đổi hút đẩy của máy bơm. Ok, bây giờ chúng ta lắp lại cái lắp của nó để đấu nước bắn nước vào đây là sử dụng thôi. Sẵn này chúng ta rút bỏ ra nhé. Đấy, giờ chúng ta cầm ống vào là được. Rút nút vịt ra, cầm cái ống vào của nó vào. Đấy, rút ra thôi là được. Rồi cái khóa nó khóa lại. Chúng ta sẽ thay này. Nước vào thì là dây to này, chúng ta cắm vào thôi. Đấy, ban đầu các bạn rút rút cái này ra, cái đầu vịt của nó ra, cắm vào cái ống của nó ra. Chúng ta cắm vào được. Sau đó là chúng ta xài lại. Cái tay khóa sẽ xoay nhẹ là được. Ok, vậy là nước lạnh chúng ta đấu vào đây. Cái đường này là đường nước thải, là cắm điện ra đúng không? Vâng, mình đọc Sơn Hà Smart. Sơn Hà đã được lắp đặt hoàn chỉnh xong. Để tôi đang bơm nước vào. Đã. Máy chúng ta đang chạy rồi. Máy chạy rất êm. Cái chân vòi đây, cái chân vòi được lắp vào đây. Thì cái nước cấp vào dẫn được ống vào chân vòi là lấy từ cái lõi lọc ngoài cùng nhé. Ví dụ chín máy 9 lõi thì lấy từ lõi lọc số 9, máy 10 lõi lấy từ máy lõi lọc số 10, máy 8 lõi lấy từ lõi lọc số 8, cái lõi ngoài cùng đấy, lối sẽ lối dây lên vòi. Ok, trước mặt các bạn là máy lọc nước Sơn Hà loại 3 tủ kích cường lực 3D in hình hoa cúc đã đặt xong, màu tổ vỏ tủ màu đen vòi đây. Vâng, máy lọc xong thì lần đầu tiên các bạn xả bỏ đi. Những cái nước đầu tiên nó qua lõi lọc đầu tiên ấy, nó rất là nhiều chất lọc, chất than hoạt tính các thứ thì bạn xả bỏ đi. Đấy, khi mở ra nó hơi, nó tí lên nó có hơi. Đấy, lần đầu tiên các bạn xả bỏ hết đi nhé. Bởi vì nước đầu tiên nó màu đen. Đây này, các bạn nhìn thấy màu đen này. Rất nhiều than hoạt tính nên là nước nó màu đen này. Các bạn xả bỏ đi một bình đầu tiên. Tức là khi máy lọc chúng ta tự ngắt rồi, không lọc nữa thì các bạn xả bỏ đi cái nước đấy. Từ nước sau là các bạn có thể dùng được rồi. Đây nước màu đen này. Nước màu đen là do chất than hoạt tính. Ok, chúng ta khóa vào để cho máy lọc đầy cho nó ổn định. Đấy, khi lắp đặt xong máy chạy thì chúng ta soi kiểm tra tất cả các khớp lối nó có rò rỉ nước hay không. Nếu rò rỉ thì chúng ta chỉ cần siết thêm vào là được. Tất cả các khớp lối.